Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu canh rau ngót thịt viên nhé. Để làm canh rau ngót thịt viên, các bạn chuẩn bị cho mình một lắm rau bồ ngót này, 150g thịt các bạn xay nhỏ cho mình nhé, hoặc là các bạn có thể mua giò sống cũng được. Một chút hành thơm nhé, để mình ướp vào cái thịt nhé. Và các gia vị khác thì chúng mình sẽ nói sau. Trước tiên mình sẽ ướp phần thịt trước các bạn nhé, để cho nó ngấm gia vị. Cái phần hành thơm các bạn sẽ băm ra cho mình. Nhà các bé, các bé thì thích ăn canh bồ ngót các bạn ạ. À, nên là mình nấu canh này thì các con rất chi là thích ăn. Và lại làm cho bé ăn cơm lại ngon, vừa có rau vừa có thịt, rất chi là dễ ăn nhé. Các bạn là cho mình một chút bột canh vào để cho cái phần thịt này nó ngấm gia vị nhé. À, nếu mà các bé không ăn được canh nhiều ấy thì các bạn cho một chút hạt tiêu thôi, để cho nó có vị thơm một tẹo thôi ạ, thì nó cũng không bị cay nhé. Và mình cho vào đây một chút mắm cho nó thơm nhá, của mùi mắm. Mình trộn đều cái hỗn hợp lên khoảng 15 phút các bạn nhé, để cho cái hỗn hợp này nó ngấm gia vị vào. Sau đó thì mình sẽ vo thành những viên, những viên thịt ấy, nó như hình viên bi chẳng hạn ấy, để mình nấu canh lên nhé. Bạn ướp cho mình như này khoảng 15 phút nhé. Cái phần rau ngót thì mình sẽ nhặt ra nhé, thì chúng ta chỉ cần tuốt thôi. Lá già thì chúng ta không lấy nhé. Cái phần rau ngót các bạn sẽ rửa cho mình nhé, và sau đó thì mình sẽ vò qua nhé. Mới đầu thì mình cứ rửa trước đã, sau đó đến lúc nào lúc cuối cùng ấy thì mình mới vò qua cái phần rau này để cho nó sạch ạ. Sau khi mình rửa sạch cái phần rau này rồi các bạn nhé, thì các bạn sẽ vò qua cho mình. Vì lá bồ ngót thì tuy là nó rất chi là mỏng ấy, nhưng mà nếu mà mình mà không vò qua một chút ấy thì nó thành ra lại là dai nhé. Nên là phải vò qua đi, khi chúng ta nấu lên ấy nó mới mềm rau ra ăn thì nó mới dễ ăn nhé. Nhưng đừng vò kỹ quá mà hết nó ra hết cái màu xanh ấy của rau ấy, thì là nó hết các chất vitamin trong rau nhé. Chỉ cần vò qua thôi. Vò như thế này là được, nó lát như này là được nhé. Phần thịt xong rồi thì các bạn sẽ vo cho mình thành những viên thịt ra nhé. Đấy, khi mình ướp nó ra đủ thời gian rồi thì cần vo những viên tròn thôi, như là những viên mọc là được ạ. Thank you.
Còn lại một ít này thì mình sẽ đảo ra để cho nó ra, để cho ra nước các bạn nhé. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp, mình cho một ít dầu ăn vào nhé, thìa dầu ăn, và mình sẽ cho cái phần thịt này vào, đảo cái phần thịt này lên. Thịt này nó thơm rồi, các bạn cho mình nước vào nhé. Mình nấu để canh này cho vừa với gia đình là mình nhậm, các bạn nhậm cho mình nước cho vừa nhé. Dạ, thế này là mình đủ nước để ăn ạ. Các bạn cho gia vị vào đây như bột canh, hạt lêm, bột ngọt tùy theo nhé. Và mình sẽ cho vào đây một thìa bột canh. Canh thì hoặc là các bạn có thể cho muối, và mình cũng cho luôn cái phần thịt viên vào nhé, để cho nó sôi lên. Khi cái nồi canh này nó sôi lên rồi các bạn nhé, thì mình sẽ cho bột ngót vào để mình nấu cho cái phần bột ngót nó cũng nhừ ra. Mình đã cho rau vào rồi thì mình sẽ không đóng đáy vung các bạn nhé. Không vào đáy vung ấy, thì cái phần rau này nó sẽ bị vàng rau, đỏ rau nhé. Nó không còn giữ được độ xanh nữa. Mình cứ đun như thế này để cho nó chín cái phần rau vừa ngót nhé. Sau đó thì mình nếm kiểm tra gia vị nữa là xong ạ. Các bạn đun sôi như này cho mình khoảng 5 phút nhé, để cho bột ngót nó chín ạ. Thì lá rau ấy nó sẽ mềm ra thì các bé ăn nó sẽ dễ ăn hơn nhé. Với nhạt mình cho thêm một chút muối nữa ạ. Bây giờ mình thử ăn thử xem phần rau đã được chưa các bạn nhé. Rồi, như thế này là mềm rau và ngon rồi. Mình sẽ cho một chút mắm cho thơm. Tắt bếp, mình múc ra bát là có thể thưởng thức món canh rau ngót thịt viên ạ. Đây ạ, mình chuẩn bị cái tô để mình cho phần canh ra các bạn nhé. Đây các bạn, như vậy là thành phẩm của mình sau khi làm xong ấy, là bát canh rau ngót thịt viên như thế này nhé, thơm ngon nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần gồm 150 đến 200 gram mọc là các bạn đã có được những viên thịt rất chi là ngon nhé. Cho các bé ăn vừa lạ miệng vừa ngon, mà kể cả gia đình nhà mình cũng thế đấy ạ.